Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, như truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh về việc có dấu hiệu làm giả giấy tờ trong hồ sơ thu hồi đất tại Hải Phòng liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng. Thì mới đây, nhiều hộ gia đình ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng lại tiếp tục phản ánh đến truyền hình Quốc hội Việt Nam về việc là huyện Thủy Nguyên không thực hiện theo chỉ đạo của thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ các gia đình được bố trí tái định cư mà không đủ tiền để mua đất. Ghi nhận tiếp theo của nhóm phóng viên Alo Cư Trì. Từ vài năm nay, gia đình anh Khánh, chị Lương, ba thế hệ, 11 người đã phải đi thuê nhà để ở, bởi toàn bộ đất của gia đình đã bị thu hồi để phục vụ dự án khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thu hồi đất ở dưới nhà chị đấy là bồi thường được có hơn 100 triệu. Thế bây giờ bán tái định cư cho nhà chị mà mất 350 triệu. Thế hỗ trợ tái định cư nhưng mà cái giấy báo thuế là 350 triệu thì thực là bây giờ nhà chị thì cũng đóng đủ cái chỗ là 140 mấy triệu, nghĩa là nhà nước bồi thường bao nhiêu thì là mình cũng đóng thuế đất cho nhà nước rồi. Thế nhưng bây giờ bổ vẫn thiếu hơn 200 triệu thì thực ra là một cái số tiền quá lớn với gia đình nhà chị thì không thể làm mà lo được. Bây giờ bổ đi vay lãi ngoài mà để đóng vào mới được lấy bìa đỏ thì rồi thì cũng lại chết. Thế nên là không thể ấy được, nên là cũng mong nhà nước là hỗ trợ cái tiền, thành phố hỗ trợ cái tiền tái định cư là thôi, lấy đất của dân bao nhiêu thì là đóng cho thuế đất bấy nhiêu. Mặc dù gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư, đã được bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, nhưng vì không đủ tiền để nộp nên hiện lô đất vẫn chưa được bàn giao, chưa cấp sổ đỏ cho gia đình. Trong khi đó, theo quyết định số 4515 năm 2019 của Ủy ban dân thành phố Hải Phòng, những trường hợp bị thu hồi đất mà tiền bồi thường, hỗ trợ di dời không đủ để mua đất tái định cư sẽ được thành phố hỗ trợ phần tiền còn thiếu. Tuy nhiên, gia đình anh Khánh và nhiều hộ dân khác phản ánh hiện vẫn chưa được hưởng chính sách này. Thời gian vừa qua thì có được bốc đất, người ta cho cái phiếu, nhưng mà người ta bây giờ phải bỏ đóng đủ tiền thì mới được ra đất cho nhà mình. Nhưng mà bây giờ cái phần còn thiếu cái phần hỗ trợ của thành phố, nhưng mà chưa được tới. Cái phần hỗ trợ thì đã gọi trên huyện thì người ta đã bảo là bao giờ hỗ trợ thì mới được, người ta hỗ trợ thì mới ấy. Còn đâu bây giờ mình phải đóng tiền vào, nếu mà không đóng tiền vào ấy thì đến lúc mà người ta hỗ trợ thì mình thiếu bao nhiêu thì mình phải bị phạt bao nhiêu tháng thì bị phạt bấy nhiêu tháng cái tiền hỗ trợ đấy. Tiền đất của tôi được 153 triệu. Thế mà 152 triệu đóng tiền đất thì là 353 triệu. Nếu mà giả về cho tôi là phải hơn 201 triệu nữa. Nhưng mà hơn 2 năm nay chúng tôi chẳng có cái gì cả. Thế mà cũng có đưa đơn rồi nhưng mà không thấy hồi âm lại. Thì bây giờ cũng nhờ tất cả chính quyền để giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Theo luật sư, sự tắc trách chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách đặc thù của Ủy ban dân thành phố Hải Phòng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhiều hộ dân, khiến cho các gia đình rơi vào cảnh vô vọng vì chưa nhận được đất trên thực địa cũng như không thể xây dựng được nhà ở. Ủy ban dân thành phố Hải Phòng khi thực hiện cái dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm đã ban hành ra những các cái chính sách hỗ trợ khác rất là ưu việt, rất là nhân văn. Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên là cơ quan thực hiện, được giao nhiệm vụ thực hiện và là trực tiếp làm các cái nhiệm vụ về thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như là tái định cư thì lại thực hiện nó không đúng với tinh thần của các cái chính sách của Ủy ban thành phố Hải Phòng và dẫn đến cái việc người ta phải đi thuê ở bên ngoài, làm ảnh hưởng xáo trộn rất nhiều. Để làm rõ các thông tin và nội dung mà cử tri phản ánh, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên đến nay, sau ngót một tháng hẹn lịch làm việc, các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên chưa thể thu xếp được lịch làm việc. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được đánh giá là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, tiến tới việc đến năm 2025 sẽ di chuyển trung tâm hành chính hiện nay của thành phố sang phía Bắc Sông Cấm theo định hướng đã được phê duyệt.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, khu đô thị Bắc Sông Cấm nói chung và khu trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ là một đô thị hiện đại, năng động, thịnh vượng bậc nhất khu vực phía Bắc, là một biểu tượng của sự phát triển, mở rộng quy mô của thành phố trong thời kỳ mới. Thế nhưng quá trình thực hiện, triển khai dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả khi có những diễn biến tiếp theo. Alo, kênh 7 xin nghe.